Yamaha R15. Bộ gì nó hơi bí anh em. Ngăn ở đây nè, cái khó nó ra nó cản lại. Bây giờ mình móc xuông luôn, nhưng mà mình móc thì cái bài nó ấm đi ra đầu, ấm im đi né con mèo luôn. Bên mình thì mình móc lớn cũng được, móc tấm cũng được, tùy theo nhu cầu của anh em á. Mà thường thì khách hay móc cái bài là né con mèo, đi chậm thì nó im nhẹ. Rồi đó, móc xong rồi mình sẽ quay cho anh em coi nó khác biệt ha. Ít mình đang móc bồ với lại thay cổ titan nữa. Ý thắc Việt, thắc 350, thắc 300 Winix, R15, Vario Sonic, Ultralet, Vision. Mình có làm đầy đủ hết các loại xe nha. Làm nồi, tân trang, dọn mới, đó, làm đầy đủ hết. Từ zin cho tới độ ha. Anh em có nhu cầu liên hệ mình, dọn mới rồi này kia làm hết. Rồi, tiếp tục ngày bận rộn của anh em khách nha. Các 300 với các 350 sơn đổi màu, các ý làm máy và radio 160 làm nồi một tô. Mũ thùng xe cho anh em nha. Winner làm nồi nữa nè. Chiếc lít Thái lên 62 tự do, bê xì dọn. Máy 300 đang làm lại nè. Rồi, cố gắng thùng xe cho anh em nha. Quá trời xe rồi. Hai ba bốn năm sáu bảy tám hai 300